Đây là chuông chuông chùa Linh Quang, thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố. Buổi sáng nay mới tầm 11 giờ mới đúc chuông. Đấy, và bây giờ đã được dỡ ra, được các bác thợ. Giờ là 2 rưỡi chiều, 14 giờ 20:30. Một chiếc chuông rất là đẹp. Mấy bác thợ này tận ở trong thành phố Huế ra đây. Thế các bác đi từ Huế ra đây là đi bằng ô tô? Vâng. Chở theo cả đồ nghề đi luôn? Vâng. Đồ nghề là xe tải chứ? Dạ. Đồ nghề là xe tải 20 tấn chứ? Vâng. Có bọn ăn đi chắc là riêng năm. Vâng, đi xe. Có một xe riêng là chở đồ nghề, còn đâu là thợ là đi xe gì? Vâng. Các bác ra đây đi bao nhiêu người tất cả? 12 người. Vâng. 12 người. Hôm trước cũng ở chùa thầy sư thúc cũng người thầy ở Huế đấy, là bên bên kia thì thợ ở Ninh Bình ấy sao. Hôm nay đúc cái chuông đấy hơn tất. Lâu mau rồi cô? Dạ. Lâu mau rồi. À, mới được khoảng độ tầm gần 2 tháng. Ngày này cũng ở cái vùng nào đấy cũng có thờ Huế đó đúc này. Vâng. Cũng ngày này luôn. À hôm nay á? Vâng. Lúc đi ra xe là đi cùng một quán luôn đó. À. Xuống chia hai ra người đi một ngã. Vâng. Cùng tứ kỳ này luôn. Ở tứ kỳ trong cái đợt tới này rất nhiều lắm. Đúc sáng. Những chùa nào mà chưa có chuông là thầy đúc sáng, là thầy đúc chuông. Sáng này nó đúc ở vùng nào? Cái này đi xa này, cái này công mệt này thì ôi, thêm hơn 100 thôi. Ví dụ ở già 300 thì đi được 400. Ui. Đấy. Đấy, những cái gì nó bắn vào vùng ấy kìa. Đất hả? Nhiều đốt chắc làm nó phí. Gấp phải lên gấp ví dụ 10 à, mấy chục lần thì đốt chứ. Cái này vất vả nóng cực nguy hiểm nhỉ. Ừ. Không, các bác đi làm xa nó phải lương với lại cái công việc này vất vả. Ai cứ nghĩ là đi làm xa là lương nó cao. Đâu không phải đâu. Cái nhà nó vất vả ấy. Nhà vất vả. Nguy hiểm. Uống cực khổ nữa chứ phải ở nhà đâu. Đúng rồi. Anh ấy... làm việc là quần quật không có giờ có ngày gì hết. Thế ví dụ như chọn gói một cái chung này mà cả đi về nói chung là chọn gói thôi mà hai triệu tầm khoảng 4,7 á. Không, ý là chọn gói của cả một đoàn mình à? Không, tin đăng công hết. Thế á? Chứ đâu có phải là đi về vậy là giống như là đi quá đâu. Ừ. Không, nhưng mà làm cái sở ông à, tại cùng một cái sở mà anh là có chủ mới quá. Đúng rồi, mình làm từ xưa đến giờ rồi. Rồi xong người ta nhận người ta trả công ty vậy. Đúng rồi. Mình làm nhưng mà mình ăn công thôi, công nhật thôi, ngày nào nghỉ thì khỏi có tiền. Vâng. Mệt mệt nhỉ, cực quá. Cái gì cái này nó rất là dạ. Lúc sáng đi đốt một tí nóng gọi là rực rỡ đấy. Ừ. Mùa hè kìa. Mùa hè, nó chết luôn. Hôm mấy thầy ở bên kia đốt cái chuông này nha, mà lúc rỡ này này này. Mấy hôm nay nó nắng xong quạt nha, phải quạt xung quanh mà đứng gần vẫn nóng mập. Vâng, bây giờ cô rờ nó bỏng đấy. Vâng, bỏng. Rờ vào nó bỏng tay đấy, nóng mà. Ôi giời. Tí một tí ra sang bên đây. À, tí sang lên đây. Còn ở dưới cái gì nữa? À, cái đế. Em sặc cái đế. Để cái chuông lên trên đấy. Để em. Đúng rồi. Ừ, cảm ơn ba đây.
Đứng vào đây nó thì nặng thêm rồi. Ở đây là phải xây cái hố như này nhỉ? Đế chuông. Sao hôm trước ở bên kia họ đổ là đổ ở, không đào hố này, đổ ở trên sân là thế nào? Ở đất ngoài miền Bắc này người ta làm khác. Ừ đúng rồi. Không mấy cái đó là của Hà Nam Ninh phải không? Đúng rồi, Hà Nam Ninh. Đổ mà không có đào hầm này là rất nguy hiểm. À. Còn mình đào cái hầm này là an toàn. Vâng. Còn nó đổ trên không là nó nó cần cẩu, nó cẩu lên phải không? Vâng. Có mấy đổ trên không? Vâng. Hôm nay em thấy cái này nó khác ở bên kia. Bên kia là mình đổ hầm này nó bảo đảm hơn. À đúng rồi. Rất đảm bảo với dân cư chúng ta. Hôm nữa mới treo được, giờ còn nóng lắm. Vâng, còn nguội xong rồi người ta còn phải mài rồi ấy, cái chuông thật. Các bác ở trong Huế xa xôi ra đây. Vâng, vất vả lắm công việc này. Cái lò nó cháy nó nóng nó hầm hập mình đứng xa cách mấy mét kia mà còn cảm nhận cái nóng. Vâng, sợ nguy hiểm. Nhà thì treo. Có xuống có bụi coi. Gọi xe cẩu ở đây. Cái chuông này nặng bao nhiêu tạ hả anh ơi? 500. Thấy cái hôm ấy ở chùa bên kia là hơn tấn. Cái này là 500 kg. Thế chuông cũ là mình lại cho vào nó lại được hả? Ví dụ chuông nhỏ ấy.
5 chắc. Okay.
Do mình hết mình chọn
Bây giờ 500 kg là ví dụ 500 triệu là mình lạnh 500 triệu. Vâng, cũng gọn luôn. Gọn gọi luôn. Đã của mình. Vâng. Nguồn gốc lên đàn. Đúng rồi. Đồng luôn. Xong rồi sau lại có cái gì mà cái ca ca mà màu bạc bạc ấy thì là gì? Tức là sau đấy mình đổ bằng những cái ca đấy. Mà em thấy cái màu có đó cũng đồng luôn. Đồng nhưng lại đồng khác hả? Đồng, đồng trên con này. À. Tức là cái trên cái quai này thì mình đổ cái loại nó không nó dẻo. À nó dẻo. Cái này thấy màu nó chân chắc. Bây giờ tháo chuông hả? Chuông đó. Chuông đấy. Chuông đây là chuông gì ạ? Ừ thì đi chuông cái đi con. À ra chuông rồi, ra chuông rồi. Trời ơi, em đâu có biết gì đâu, nó đưa. Sáng nay ai đưa cho cô cái này? Anh Sĩ phải không? Đó. Đấy, cô đưa cho ông ấy. Đưa cho em cái này em không đó. Đưa cho thầy. Mang về đưa cho thầy. Bác nào đưa cho đưa đây, đưa, đi đưa cho thầy. Ừ. Cái này nó là cái bạc chứ là cái gì? Cái lá bạc. Là bạc. Gì đâu mà cái này là người ta công đúc vào xong rồi bỏ vào chuông này, nhưng mà chắc là nó rơi ra, đúng không? Em bạc. Đi ra đưa cho thầy. Đó, cái này là của người ta cũng nước vào nhưng mà đúng rồi, có thể nó rơi ra ngoài. Có gì đâu ngại à? Cái đó có gì đâu mà cái đó là ví dụ như là tượng Phật hoặc cái gì họ kia mình về mình bỏ tu chỗ bông gối cho cháu rồi. Cái này công cái tốt lắm, cảm ơn. Sợ không phải khổ nhỉ. Chuông này bao nhiêu cân đấy cô? Chuông này có 5 tạ thôi. 5 tạ. Ví dụ như này là những tượng Phật là những cái người ta yếm, người ta kiểu như thực phẩm thực phẩm đấy. Thì chú đấy, thì đấy còn những cái bình thường. Cái này nó là cái lá bạc. Nhưng mà thường còn lá. Nó người ta không có gì đâu. Cô ơi, ở đây có ai bán đá không? Đá? Có. Mua giùm cho mấy bác. Chị Ngân ơi. Đi mua hộ bác mấy bác thợ đá. Ít ít đá để các bác uống nóng thì nó bán đấy. Đá hả? Vâng. Trong chú đây. Thì lấy ra đây, ôi giời cho họ uống. Lấy ra đây yên ít nước nữa cho thợ uống. Làm như này đẹp lắm. Nước đeo vào cái hoặc là cho một gối để nó giải cảm. Cái bạc này giải cảm trẻ con, à, có trẻ con. Thế mà họ làm trong ngày hôm nay thì đấy, mai họ đã phải đi về rồi. Thu đúc rồi còn mài bóng một hai ông còn lại. Hai người là lại. Bụi ạ, à? Vâng. Thế mới thấy sự vất vả của các bác. Ngày đây thôi thì bỏ sữa.
Thì gì chị ơi, mua mấy cái nước khoáng hành mặn á. Sau nếu mà mặn ấy thì về về cho đường nước này nó không có được cô. Ui giời, cầm đi. Tôi làm bỏ ra nước hôm qua thầy cũng xin cho. Đây đây, đưa đây, máy đây, máy có em lấy gì? Máy cửa của em đây. Có mặn không? Có tí phải lên chỗ trên sư phụ kia mới có mặn ấy. Anh có xem không? Có. Đã nên là qua xem hết cái đó. Nếp chỉ ngân đi rồi. Đang trên đường đi tìm. Vâng. Các bác xem có ai. Đâu đấy. Tháo nào đấy từ hôm qua giờ. Vào Huế ở đúng không? Đúng rồi. Đây từ tối qua phục vụ chương trình ca nhạc cho thầy từ tối qua. Dạ. Cô ở đây là Hà Nội. Em ở đây thôi. Thank you.
300 tỷ ơi, hết chưa? Bao chuyện là 2 tỷ nữa là. Bộ phận của trái đất của Tây Giang này. Dây xích kia ra. Lúc ấy họ bán đi mua đá. Cái đó bà các cô cái sáng hết luôn rồi. Các dáng lúc sư phụ bóc ra thì nó rơi ra. Bà thấy nhắn, cẩn thận lắm. Phải vui đâu. Dạ định xe được cái cô đánh đa để tiền đầu tiên. Để giúp cô đánh đa bứng tại giúp cô.
sư phụ đánh chứ. Để cô đánh công tiên. B. Dạ 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 cô đứng được. Đó. Cô phải chung đầu tiên nè. Quay quay cô. Quay ra rồi. Không làm gì nữa. Không gì nữa. Ba hồi luôn luôn. Bấm đấy đúng rồi, bấm một thằng. Vàng dây, vàng thế. Tiểu đó. Chị năm chị ăn chị bây giờ. Ủa vừa đi chơi tiểu đó. Đi liền. Đi liền. Đánh cái đầu này sao? Thôi thôi cái đề này cô đánh rồi. Tuyệt vời cô. Quá tuyệt vời luôn. Sạch sẽ đó là ngon. Bạn là không có cái dây cho nên cầm nó khó. Cô sáu là cô làm mấy cái trụ thôi nghe, còn chung quanh là cô không xây nghe, vì để cho nó thoáng là tiếng chuông nó đi. Con lại bia cái kia lại bê ra đâu, con sửa cho mày cô. Chờ tuyệt vời. Đang cô đang còn mới đâu. Vâng. Hôm nay có một bao gấp đất chín, sư phụ có lấy hạt đâu? Rồi ra bôi chi phô hạt cái nữa thôi. Cân điện tử để luôn hả? À đúng, không lấy một. Dạ rồi. Ở trong cái làm trước. Cân. Rồi hạ xuống, bơ cân lên luôn. Rồi. Bò ra cái xích năm ở cánh. Kéo lên. Năm cho nó cắt. Năm cho đắng. Năm 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 năm. Mai về là anh sẽ được xem hình ảnh ở trên. Anh chưa về, em còn ở lại đây. À, thế tối xem. Dạ. Cảnh này là cô ưu tiên này. Dạ. Họ chỉ ôm từ nguyên đăng rồi. Vâng. Gặp tâm linh đấy, tâm linh đấy. Vâng, cảm ơn anh. Họ bỏ trong thủy, trong thủy đi đâu gặp những điều may mắn thôi. Vâng. Dạ. Cảm ơn anh nhá. Cô hỏi cô đó là biết rồi. Xin cho cô hơn là dạ, có cái gì? Dạ. Cái nước hả? Không ăn cay thì chuông qua bắp cái đó. Đúng rồi, trời. Trời, no được nó trời ngày hôm qua. Ông đầu.
tối thì chiều tối thì không có người, chỗ nào cũng mưa không đến. Mai và tôi ấy mấy người gọi điện đấy mà. Thế tối này ngoại tỉnh quá đó, vẫn tiếng bình thường. Mưa để gió dân vũ, bốn mưa thế này là không công người. Nhưng mà đồ giải ấm mình bởi lý quá đẹp thế chứ hôm qua chương trình. Mỗi ba gia bởi lý trong bữa công mê. Sáng này được hết đẹp bốn mưa. Ừ, sáng này mưa chưa. Ăn thay 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 thay. Ăn hết mặt. Ăn sạch chị tối về vào YouTube mà đăng ký kênh mà xem chị múa hát tớ đếch biết báo con cháu nói chua tớ nên làm ba tớ không biết làm về bố con miếng mà làm tớ chúc hơn ô kìa con đứng ra kìa thế các con cũng vào đây rồi đấy con xem đấy đẹp chưa con chưa nhìn rõ đấy con nhìn rõ chưa thành thân hết ba mươi một cái quạt này thôi đừng có hỏi tiền bà làm gì chỉ có vài trăm thôi vài trăm thôi con bé bi con hỏi đâu rồi thấy con hỏi bên mấy năm đi nè đưa mê lên xe một cái ăn thích quá được. Cảm ơn công an nhá. Bây giờ đưa sáng đưa lên ô tô một cây một cây cầm một cây chưa được một cái nào cái này nó về nó đi làm luôn. Là cái này sao? Ở đây, tí lên thế giới tầng. Không thơm. Chị Ngoan này quay đây. À, xin giới thiệu với cả nhà đây là Hồng Ngoan. Phật tử Bát Phật, Phật tử chùa Linh Quang Hồng Ngoan Hồng Thơm. Hồng Ngân toàn họ Hồng ấy, toàn Hồng. Hồng Ngân. Đấy toàn tên hay. Bà có toa hơn chùa dừa không? Chùa dừa nè. Chương chùa dừa. Lúc năm ngoái. Không. Nhưng hôm nọ thằng Lục nó quay lên cái trông nó nhỏ nhỏ. Đây phải chai sạn rồi, đây có các bác chai sạn này.
Đây. Cái này to hơn đây cái là cân chuồn chùa. Cái này bao nhiêu cân? 5 tạ. Nói nha rồi là năm tạ 14 cân.